Xin chào tất cả các bạn. Hiện tại thì mình đang xăm màu da che bạch biến cho bạn nữ này. Ở bạn nữ này thì có rất là nhiều các cái vị trí mà nó hơi kín đáo một chút. Nhưng mà mình vẫn muốn làm cho bạn xem một cái video, nói chung là cũng để cho các bạn có cái nhìn nó cụ thể hơn. Thì nói qua về cái bạch biến này một chút thì bạn nữ này đã bị bạch biến ở khu vực này thì cũng 6-7 năm rồi. Khá là nhiều vết đấy, nhưng mà có những cái vết ở vị trí mà nhạy cảm hơn nữa thì mình sẽ không xin phép mình không quay. Thì ở những vị trí như này thì mình sẽ làm trước và mình sẽ cho các bạn thấy trước. Thì một chút nữa thì mình sẽ dậm nốt cho này, bởi vì lúc nãy mình làm rồi nhưng mà mình chưa kịp quay. Thì như các bạn đã biết thì xăm màu da thì nó giúp che vết bạch biến và các vết chàm bớt rồi những cái dạng hình xăm mà đã mờ. Thì chi tiết của cách làm từng cái thì nó sẽ có quy trình làm việc nó cụ thể hơn, nhưng mà về cơ bản này thì xăm màu da thì nó sẽ làm cho cái vùng bạch biến này nó sạch sẽ, nó đạt được tỷ lệ cao nhất, nó rơi tầm độ 90-95%, nó tùy theo từng loại da người. Bởi vì tại sao mà 95-90-95%? Bởi vì có những cái trường hợp mà các bạn vùng da nó là thuộc dạng vùng bánh mật ấy, thì nó sẽ tỷ lệ nó sẽ đạt được kết quả nó cao hơn đấy. Còn những trường hợp mà bạn nhiều bạn mà da trắng quá, hay là như bạn nữ mà da trắng quá ấy, thì nó sẽ đạt cái tỷ lệ nó thấp hơn. Nhưng có rất nhiều các trường hợp mà bị bạch biến ở các vùng khu vực vùng kín ấy, mình đã từng làm. Thì nếu mà các bạn cần thì mình có thể như bạn nào bị inbox thì mình bị như vậy thì inbox mình có thể gửi cho các bạn xem. Có rất là nhiều cái trường hợp mà bạch biến bị vùng kín nhưng mà nó không tiện để mình quay thôi. Thì chi tiết của nó, cách làm thì nó rất nhiều cách để làm. Nếu vùng kín thứ nó rất là khó, nó sẽ lâu, nó trải qua những cái chu trình, nó rơi tầm độ 2-3 lần về laser nữa, sau đó là khử thâm, sau đó là bắt đầu mới là xăm màu da các bạn nhé. Thì nó cái chu trình nó sẽ kéo dài hơi lâu, có thể rơi vào tầm độ 3-4 tháng, nhưng mà về cơ bản thì kể cả bạch biến và vùng kín thì vẫn làm được. Ngay bây giờ thì mình sẽ làm cho các bạn xem luôn. Mình sẽ làm, xin phép mình sẽ làm ở những cái vùng mà nó ở đây, còn vùng kín thì mình sẽ xin phép mình sẽ làm riêng sau các bạn nhé. Đây là cái tông màu da mình tạo ra, nó rơi vào tầm độ 2 tiếng đấy. Nó sẽ là cái tông màu da chủ đạo để mà mình khi mà mình làm thì nó sẽ đưa thẳng vào vùng da này đấy. Bây giờ lúc nãy là mình đã làm xong một lần rồi, bây giờ mình sẽ dậm lại một chút các bạn nhé. Đây có vùng da này, đấy, các bạn nhìn này. Về cơ bản ấy thì khi tạo màu da này thì các bạn phải có đồ, để đủ đồ đã đấy. Sau đó là các bạn cần phải có một cái tay nghề về mix mực. Đấy các bạn nhìn này, đấy, sau khi mình bôi ra xong này, nó phải gần như nó tẹp với màu da hoàn toàn là tự nhiên các bạn nhé. Nó không bị đồ như bạn xăm hỏng, cuối cùng là nó bị vàng khẹt ra, trông nó đen xì, nó xấu. Các bạn chú ý là cái này đầu tiên đã phải có đồ, đầy đủ đồ đạc để làm đã. Cái thứ hai nữa là tay nghề phối màu nữa. Cái thứ ba nữa các bạn cần phải có cái kỹ thuật. Nói chung là về kỹ thuật thì mình cũng thấy khá nhiều bạn có kỹ thuật tốt để làm xong này thì cũng không phải là quá khó. Nhưng về phối màu thì các bạn cần phải khá là quan trọng ở khâu phối màu nhé các bạn nhé. Nhiều bạn làm bạch biến mà không biết cách làm, nói chung là bôi màu vàng khè vàng khẹt đấy là mất hết cả cái mỹ quan đi, thậm chí là nó bị hỏng. Ok, ngay bây giờ mình sẽ làm cho các bạn xem luôn. Thường ra cái tông màu da này tạo ra là lâu nhất, nhưng mà khi mà làm thì rất là nhanh. Các bạn sau khi mà tạo xong thì các bạn làm thì nó chỉ rơi vào tầm độ 10-15 phút là có thể làm được rồi. Đấy. Có nghĩa là tạo tông màu da thì rơi tầm 2 tiếng, bắt đầu từ lúc làm những cái vùng như này thì trung bình nó chỉ rơi tầm 10-15 phút là có thể kết thúc chương trình được ngay. Đấy, như bạn này là bị vùng bụng này, rồi vùng này thì mình sẽ làm nó chỉ rơi vào tầm độ 15 phút thôi. Làm lần đầu và sẽ dậm lại một lần nữa đấy, để cho màu da nó dày hơn. Đấy. Bao giờ làm thì nó cũng sẽ bấy đỏ lên các bạn nhé. Cho các bạn chú ý. Kim xăm bên mình thì là kim xăm mới hoàn toàn đấy các bạn nhé. Kim xăm phải là kim xăm mới hoàn toàn. Cái vết bạch biến thì gần như là nó đạt được tỷ lệ rơi tầm 95% đấy các bạn nhé. Các bạn có thể là cần biết kết quả thì các bạn có thể là inbox để mình chủ động mình nhắn tin cho.
Sau khi mà xăm màu da này xong thì các bạn cần phải kiêng thịt bò, rau muống, hải sản và các chất tẩy rửa, rơi tầm độ 10 ngày các bạn nhé. Và các bạn nhớ rằng là phải kiêng ánh nắng trực tiếp. Đấy, ví dụ như các bạn đi tắm biển và thứ là các bạn cần phải kiêng tắm biển hoàn toàn nhé các bạn nhé. Và sau khi mà kiêng ánh nắng trực tiếp đấy thì các bạn cũng hạn chế ra nắng thôi, bởi vì là thực ra là khi mà các bạn ra nắng ấy, là nó sẽ bị cháy màu các bạn nhé. Cho nên là các bạn trong vòng một tháng là các bạn gần như tuyệt đối kiêng ánh nắng trực tiếp. Đấy. Còn sau đấy thì các bạn cũng hạn chế ra nắng thôi, bởi vì vốn dĩ ra nắng thì nó cũng không được đẹp lắm, cho nên các bạn chú ý. Ngoài ra thì về xăm che đặc biến này thì xăm màu da có thể là che được hình xăm, thì mình cũng nói với các bạn là che hình xăm thì cũng chỉ che được trường hợp mà các bạn đã bị sẹo rồi đấy, rồi các bạn những trường hợp mà nó đã mờ hình xăm tương đối nhiều thì các bạn có thể là che được các bạn nhé. Và nếu mà bị chàm thì các bạn phải xử lý laser, khi mà chàm đen thì các bạn xử lý laser từng đôi ba lần thì nó mới hết được, thì nó mới xăm màu da các bạn nhé, chứ còn nếu mà chàm đen thui là không làm được đâu. Ok, vậy là mình đã làm xong ca xăm màu da này, và hy vọng với các cái video và các kiến thức mình vừa chia sẻ thì các bạn còn cái gì không biết thì các bạn có thể inbox hỏi trực tiếp. Bên Rio hiện tại đang hoạt động về xăm hình, phun xăm thẩm mỹ, xóa xăm không sẹo, đào tạo các học viên và xăm màu da, xăm chân tóc và các dịch vụ về xóa xăm không sẹo các bạn nhé. Mọi chi tiết các bạn có thể để lại số điện thoại bên dưới và để lại câu hỏi thì chúng tôi giải đáp cho các bạn. Xin chào tất cả các bạn, hẹn gặp lại.